Ok, số sẽ được này là ngày là dương mà thừa ca thì ví dụ hero và đã sống càng vừa mới đấy đại hero này dương thừa ca đảm lộ nó không phải lại vì rồi sam sắp được là hay lại đi mà sẵn như cả này nên còn chạm vào rõ mấy hai chàng mà tính không phải ra sửa cả mình bạn có thể này là ngày còn ta muốn là chỗ đó ca đi dụ nhưng cái chồng phải chạy này có thể này chúng tôi này có thể là chồng nhưng chui đi ví dụ hero quá nè nên có thể chui cái lòng lạc khăn nhưng bay lạc khăn phòng nè lần tí mũi cứ để thằng chơi nhà khao nó phá sổ chỗ lên là đã mình chăm mạnh nhà phải thêm thế rồi tí pi để nó lại chơi đã đập lại rồi xong sau cho mũi được ai thêm này rồi tí bảy chơi đã đến tung sắm mà phong là bảy giờ nghỉ rồi tinh rồi gọi lụa hero mũi nè ok ta à là các bạn khác đi chỗ thằng mình gọi này hero này mình cũng đặt là bài học ăn áp đập buồn là bé chúng nó cứ yuki lòng một cái em này tao chúng mới tới chu tiền đó này này thì chúng bố hero là bài học nào cô về những số một này lên mình tên chiếm sách bạn as âm bạn này tỏ niềm niềm bé đó này tỏ vì tình này bị càng nghĩa như này nó bị giúp như ngay thơ ca vậy nó phải chỉnh tập yếu được phải chỉnh y bản này vậy đó ngay mọi người hoặc khoác cái lỗ vậy ok ta nói chỗ mới đó này đấy chỉ item hero là mình lại bị rồi sang sầm lá nó bây giờ những tên dương nó tự bản item thằng sống thằng đó nè dương trong giờ mắt cứ item mỗi tua hero item keeper được item thằng shop chả kể vô bao nhiêu này này ok chắc có tiền các bạn bộ bằng pearl stone size separate race nhưng mà stone có thể này đấy stone cut spin tại tam thông đã ai sao cứ pra stone pi nó cứ size separate race nó hay là chỉ mỗi nâng cut spin nè thì bạn này có thể bán mới chuẩn bị đi bán phong stone size sắp hết đi nâng về cho đuổi kì nâng này mà đang đăng tăng cái tạm nhóm cư ở stone này vì cắt thỏi cả tiệm chướng vì có mấy những nhóm mặt bạn này đấy stone out injury chặt sắp hết rồi hay stone roll pin đã hết rồi hay nâng stone thì vừa là bằng bật stone injury thì có nhóm đang tập ra nó bị chuẩn bị đấy nè tăng có thể là bán mới chuẩn bị đi bán nhóm phong nâng này nhóm xua cái pin bên này cái thang kia năng này tại cái khởi nhà sắp lên là stone nâng chắc bạn này đặt hàng còn đang stone và phải nâng lên chưa rồi support tăng lưỡi chú ý đi của mình thêm phòng ok stone crown thì cứ đi của mình và chiếm hay chúng mình là stone size of hero red receipt to nút bạc mấy thế nhà nó lại tay chúng bố chết cứ gặp ra chết Eastern Dragon mới cool thêm đó chết và phải đi chúng mình đừng hero as am camper cứ xì đi mình tên đấy ở bẹt chèn nó quay chữ chương chèn sẵn đi đấy thì bây giờ s âm nhưng khi về bạch món còn lên trên này là tạm bọn ta bây giờ tôi chẳng bảo thầy trẻ s âm bị nã được chương bán muốn bị đừng ngọt vậy nên ai chẳng tạm mà chẳng đòi ta bị bày bán lại cho ngọt được cái này mê đấy nâng ở bây giờ dùng ăn những cái cứ chèn bảo phê đi cứ bị chung đuổi khẳng chương chèn sẵn đi đấy nên bảo kê ở bẹt đó mà so lấy ai thêm cái mà so lấy dường bài tập khoa của kế đi kế như vậy kê ngọt bị ở đây chung lại gì pro max so cái độ cao trăm hệ độ cái không một thằng ngày ở cái độ đi tụng bảy hay để tao thấy đang cái độ đi một cọp bùi một ván đâu bởi vì mười ai thì chẳng chạy thì chắc này cái độ đi một cọp bùi xài sản phẩm bốn chỉ phong trên một ngày học bảy học mà này ngày học tổng chất pram là bạn ấy nè nè chất kinh trăm hệ độ kế đi hệ độ dưới tụng chọn không biết học lưu gì đấy mẹ đấy tại hệ độ kế nó kinh trăm á nó là trăm đấy cốn như sao vậy cả thu sản tiền dân cà pi là nhập lên bàn mà tận anh ấy ở đây nè này chẳng bạn trong tay cái đây kia bay dân ngọt ok chấm bột đáy cái bạn đáy bông bay nó tồn về chiếc bông bay phía rối sản mến tên thay thì dung buôn vào phía rối tiên nó ngại cóp xa đi thêm nó tồn đáy nè ta tốt là mũi strength dot hi vệ thí strength dot strength dot strength obi ta tô ní bởi tao cho mình được bác âm tỏ tạm đó cứ việc tao thế thì bạn tao ta tô và phép stand đó nhé hãy để tỏ thì vô tao thử ca biểu ta tô mày đó nâng này hãy ta tô bài mối bây giờ tình tại về bài chấm ơn tổ cho lọc đi đọc lá tập tạm đọc lá cứ dưỡng hai đồ bà này ta tô bài mối á nâng này perfect ta lại bọc bọn bọn nó cứ dưỡng hai đồ một lần mà ta bị dưỡng biểu hôm nay gặp biểu bọn bọn nó vậy đâu vì mình chỉ khóc đi tại tha dân việc quả đá rô đi mấy cho lợi tích nâng này hãy ta lại khóc đi tính tui với ai tính mát tính tao này sau quá ba sau ba chặt sau này cứ ô phê rồi sao mình tên buồn phê
Chắc hero này đã độ lại 2 rồi sáng á, chắc mà sân chạm vào đó mà chạm vào phần phê là phải thôi cả tên hero này mà. Ok, con bye bye.